Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau trong hôm nay có gì hot ngày 27 tháng 5 với những tin tức công nghệ cực kỳ nóng hổi không thể bỏ qua. HTC Evo là mẫu flagship năm 2016 của HTC và cũng là phiên bản quốc tế của HTC Buds dành cho các nhà mạng Verizon. Tuy nhiên, đến tận bây giờ, HTC mới mang thiết bị này về thị trường Việt Nam với mức giá rất yêu, chỉ khoảng 6 triệu đồng. Máy sử dụng màn hình 5,5 inch 2K, chip Snapdragon 810, RAM 3GB, chống bụi chống nước tiêu chuẩn IP67, cụm camera chính 16MP OIS và tích hợp âm thanh chất lượng cao cùng loa boom sound. Dự kiến thiết bị này sẽ được bán chính thức tại thị trường trong nước vào tháng 6 tới và sẽ là một quả bom cực lớn đây. Hôm nay, Samsung đã chính thức ra mắt mẫu Galaxy rất mới lạ với tên gọi là Galaxy Fold. Đây là chiếc smartphone tầm trung với màn hình 4,5 inch AMOLED, chip 8 nhân xung nhịp 1,6 GHz, RAM 3GB, tích hợp khả năng kháng nước kháng bụi. Dự kiến Galaxy Fold sẽ được lên kệ vào tháng 6 tới và chỉ dành riêng cho thị trường Nhật Bản mà thôi. Huawei hôm nay cũng đã nâng cấp dòng Nova tầm trung của mình. Huawei Nova mới sẽ có giá khoảng 8,3 triệu đồng cho cả phiên bản Nova 2 với màn hình 5 inch, RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB và khoảng 9,5 triệu đồng cho phiên bản Nova 2 Plus với màn hình 5,5 inch, RAM 4GB, bộ nhớ trong 128GB. Cả hai thiết bị này đều có thiết kế khá tương đồng P10, sử dụng chip Kirin 659 và được trang bị cụm camera kép gồm một cảm biến chính 12MP và một cảm biến phụ 8MP. WannaDrive vừa lắng xuống thì Ars Technica đã lại cho biết một lỗ hổng trên Windows Vista. Windows 7 và Windows 8 có thể cho phép bất kỳ website nào làm chậm máy bạn đến mức phải khởi động lại mới dùng được, thậm chí còn bị màn hình xanh nữa. Vấn đề này xoay quanh cách đặt tên một loại dữ liệu định nghĩa mà vùng NTFS sử dụng. Lỗ hổng này thì cũng đã được báo lên Microsoft để hãng sớm tung bản vá. Cơ mà dù sao thì đến giờ mình vẫn không hiểu sao nhiều người dùng cá nhân vẫn chưa chịu lên Windows 10 vậy. Ngon vậy cơ mà. Trên đây là những tin tức hot nhất trong ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong hôm nay có gì hot tuần sau.